Tối 18 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối đáp trở lại quan điểm của 8 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm. Hơn 7 giờ tối 18 tháng 9, ở ngày thứ 3 phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thành Tài cùng đồng phạm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước hơn 1.927 tỷ đồng khi thực hiện hành vi phạm tội chuyển khu đất 8 đến 12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang tư nhân vẫn tiếp tục với phần đối đáp trở lại của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh gọi tắt VKS đối với các quan điểm bào chữa của 8 luật sư, đầu tiên, đối đáp về mối quan hệ tình cảm cá nhân, như cáo trạng nêu giữa ông Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, kiểm sát viên Nguyễn Đức Bằng khẳng định, khi điều tra, tôi trực tiếp hỏi hai bị cáo này về mối quan hệ tình cảm, rồi giao dịch chuyển tiền cho nhau, họ thừa nhận, đặc biệt bị cáo Tài. Tôi không muốn nhắc lại vì mối quan hệ này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nó như thế nào, vì vậy tại phiên tòa tôi không hỏi sâu. Nhưng luật sư bào chữa cho bị cáo Thúy lại yêu cầu VKS đưa bằng chứng có tin nhắn, video thể hiện mối quan hệ tình cảm giữa hai bị cáo là làm xấu đi tình trạng của các bị cáo. Tại tòa chúng tôi không muốn nói thêm về mối quan hệ này nhưng buộc phải nói, bản chất là công ty Lavenue không phải là đối tượng được giao và cho thuê đất công sản. Vấn đề thứ hai, về hành vi sai trái của các bị cáo, VKS đề nghị các luật sư cần phải nắm được bản chất của vụ án. Theo Quy đờ 09 và Quy đờ 140 của Chính phủ về sắp xếp lại nhà công sản, thì việc giao và cho thuê khu đất 8 đến 12 Lê Duẩn phải giao cho doanh nghiệp nhà nước. Theo luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp chiếm hơn 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đối với công ty Lavenue, công ty quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm 20% vốn, còn lại là doanh nghiệp tư nhân. Như vậy rõ ràng, công ty Lavenue không phải là đối tượng được giao và cho thuê nhà đất công sản. Sau khi 4 công ty của Bộ Công Thương thoái vốn, bán 50% cổ phần tại đầu tư dự án cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Kido, doanh nghiệp tư nhân, công ty quản lý kinh doanh nhà đã báo cáo cho bị cáo Nguyễn Thành Tài biết nhưng bị cáo này vẫn chỉ đạo sở TNMT và sở TNMT biết hồ sơ tham gia dự án của công ty Hoa Tháng 5 không đầy đủ. Công ty Lavenue không phải là đối tượng được giao và cho thuê đất công sản nhưng vẫn tích cực tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để ông Tài ký quyết định trái pháp luật. VKS phân tích đối với hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, VKS nêu hành vi gian dối của bị cáo Thúy chính là tự nhận doanh nghiệp có năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn trong khi công ty Hoa Tháng 5 chỉ mới thành lập 4 tháng. Từ đó, VKS khẳng định kết luận của VKS về luận tội bị cáo Nguyễn Thành Tài và đồng phạm là phù hợp. Đối với việc một số luật sư cho rằng kết luận giám định thiệt hại không phù hợp, VKS nêu cơ quan tiến hành tố tụng chỉ trưng cầu giám định về quy trình, tức hành vi của các bị cáo đã sai so với quy trình nào, tới đâu, để làm rõ hành vi phạm tội. Chúng tôi chỉ yêu cầu trưng cầu giám định định giá, không trưng cầu giám định thiệt hại. Ngoài ra, VKS lý giải thiệt hại trong vụ án là quyền sử dụng đất, là lợi thế, là lợi tức khai thác từ đất chứ không phải quyền sở hữu. Thiệt hại này được xác định từ việc trưng cầu hội đồng định giá, cũng theo VKS, thiệt hại được xác định để đưa ra định khung hình phạt cho các bị cáo chứ không phải xác định các bị cáo bồi thường, và thiệt hại trên 1 tỷ đồng đã là khoản 3, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Bởi hậu quả vụ án đã được khắc phục bằng việc VKS đã đề nghị thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty Lavenue, buộc công ty này trả lại đất cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Hồ Chí Minh sau phần đối đáp của VKS, chủ tọa phiên tòa thông báo ngày mai 19 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thành Tài và đồng phạm sẽ tiếp tục.